Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Nghệ sĩ Trấn Đạt qua đời, hưởng thọ 71 tuổi. Sau một thời gian ngắn nhập viện, nghệ sĩ Trấn Đạt đã qua đời tại bệnh viện Nguyễn Trãi thành phố Hồ Chí Minh do chứng bệnh tim, viêm phổi và suy hô hấp. Diễn viên Chấn Cường đưa tin ba nghệ sĩ Chấn Đạt nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng nghệ sĩ Chấn Đạt đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19 giờ 15 phút, hưởng thọ 71 tuổi. Trên trang cá nhân, đạo diễn Thanh Hiệp thông báo tin buồn. Vĩnh biệt nghệ sĩ Chấn Đạt, nghệ sĩ Chấn Đạt chuyên đóng vai kép độc đã qua đời tại Bệnh viện Nguyễn Trãi do chứng bệnh tim, viêm phổi và suy hô hấp cấp thọ 71 tuổi. Tôi thường gọi anh là Tư Đạt, người nghệ sĩ lưu giữ nhiều tư liệu quý về sân khấu cải lương. Thời sân khấu cải lương lâm vào cảnh khó khăn, anh chạy xe ôm để mưu sinh. Tôi thường la cà ở chỗ anh đậu xe để chờ khách, để được nghe anh kể về những quãng đời dấn thân và sự nghiệp. Rồi những chuyến lưu diễn, đóng phim và cuộc đời thăng trầm của anh. Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, hôm nay anh đã yên nghỉ trong sự thanh thản không còn lo lắng, phiền muộn về cuộc đời nữa. Xin chia buồn với gia đình nghệ sĩ Chấn Cường. Tang lễ của nghệ sĩ Chấn Đạt được tiến hành tại nhà tang lễ Toa Nghi Quán, số 397 Trần Phú, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ đồng quan vào lúc 10 giờ ngày 14 tháng 11, sau đó hỏa tán tại Hoa Viên Phước Lạc Viên, Dị An. Nghệ sĩ Chấn Đạt tên thật là Trịnh Chấn Đạt, sinh năm 1949 tại Sài Gòn ông dấn thân vào con đường nghệ thuật từ những năm còn trẻ. Ban đầu, ông theo đoàn hát hoa sen của ông bầu bảy cao, làm những công việc như các cửa hậu trường, ngoại vụ, soát vé. Sau một thời gian, thấy chấn đạt có năng khiếu, ông bầu đã cho lên sân khấu đóng các vai kép độc. Cuộc đời của nghệ sĩ chấn đạt phong trần, trôi nổi từ khi làm kép độc. Ông theo nhiều đoàn hát, thể hiện rất nhiều vai kép độc trên sân khấu, mà chính ông cũng khó đếm hết mình đã thể hiện được bao nhiêu nhân vật. Ông chỉ nhớ mình đã lưu diễn khắp các tỉnh, từ miền Tây đến miền Trung, theo các đoàn hát Thống Nhất, Kim Thanh, và dạ Minh Châu, Khánh Hồng, An Giang, dạ Lý Hương, Hương miền Tây, Minh Tơ. Khán giả nhớ đến nghệ sĩ Chấn Đạt với phong cách diễn đầy sáng tạo trong các vai kép độc, mà nổi tiếng là trong các vở Thung Lung Mùa Ly Biệt, Gác Tía Lầu Vàng, Trăm Hoa Mai, thú sĩ hào tình để nhất kiếm. Những năm sau này khi con trai ông là diễn viên nhí chấn cường, được phát hiện là thần đồng trên sân khấu cải lương, từ đoàn đồng ấu Bạch Long, ông được mời cùng với con trai tham gia đóng phim truyền hình và điện ảnh.